Xin chào, giới thiệu với các bạn đây là một shop thú cưng ở Thái Lan. Đây là một con raccoon bị bạch tạng, cho các bạn xem để thấy nước người ta yêu quý động vật cỡ nào. Động vật quý hiếm được buôn bán hợp pháp để loài vật đó được biết đến nhiều hơn. Và đây là một con chồn meerkat nổi tiếng ở Úc, để mọi người hiểu rõ và quan tâm chúng tốt hơn. Càng gần gũi với động vật, người ta mới càng biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Còn động vật Việt Nam thì không được luật pháp che chở, mà chỉ toàn là luật cấm. Nước ngoài buôn lậu thú thì không sao, còn Tây-un mua giải cứu thì toàn bị hăm dọa mỗi ngày. Nào là đầu độc, đi đường gây tai nạn, ám sát bắt bán nội tạng. Hê, tưởng người cá sợ sao? Nên đó cũng là lý do Tây-un ít ra clip thú quý hiếm cho các bạn xem. Vì càng có người ủng hộ đăng ký kênh YouTube của Tây-un, độ liều của Tây-un mới tăng cao được. Các bạn cũng thấy đó, Tây-un đâu giống mấy người sống ảo ở trên mạng. Tối ngày đăng tin, làm video bậy bạ tiêu cực, nói toàn chuyện nhảm nhí. Còn việc Tây-un đang làm là giúp thế giới có cái nhìn tích cực về Việt Nam mà. Chẳng lẽ mọi người không ủng hộ Tây-un sao? Má Tây-un cũng nói, cứu động vật hoài, mốt có ngày bị ghép vô tội phản động là toàn đời. Bạn bè thì toàn khuyên Tây-un đừng phung phí tiền bạc vào mấy con vật để tiền mà làm ăn. Nhưng Tây-un đều bỏ ngoài tai, vì biết chỉ có cách như vậy mới giúp mọi người thấy được giá trị của loài vật. Sự tồn tại của chúng là giúp cho thế giới hòa bình. Nếu hại động vật đến tuyệt chủng, làm mất đi sự cân bằng thì tận thế sẽ đến với chúng ta. Mà Tây-un toàn cứu động vật để phóng sanh, có đụng chạm gì tới ai đâu. Nhưng từ khi cửa khẩu Trung Quốc rộng mở khiến việc buôn lậu thú trở nên dễ dàng hơn. Giờ chả ai muốn bán thú cho Tây-un giải cứu nữa rồi, mà họ bán thẳng cho Trung Quốc luôn. Vừa có nhiều tiền, lại an toàn vì khó bị kiểm lâm phát hiện. Ở Việt Nam, giờ Tây-un không còn rờ được thú quý hiếm nữa luôn rồi. Nên mới qua Thái Lan kiếm thú giới thiệu cho các bạn xem đây. Để mọi người thấy, những nước giàu có phát triển được là toàn nhờ có tình yêu thương động vật và thiên nhiên rộng lớn.